Anh em chào anh. Nghỉ lâu chưa? Anh cũng vừa đến thôi. Ngồi đi. Dạ. Có uống gì thì gọi đi. Em ơi, cho anh một nước dừa nhá. Và sao hôm nay lại hẹn em ra đây để họp ấy? Ở văn phòng thì bách quá, nên là anh muốn ra đây ngồi cho nó không khí nó thoáng đãng một tí mà. Mà công việc tổng kết cuối tháng. Anh cảm ơn. Cảm ơn nhá. Tổng kết cuối tháng ấy thì về mà làm đâu rồi? Về báo cáo doanh thu cuối tháng thì em đã làm xong rồi anh ạ. Ở đây, em gửi anh bản báo cáo doanh thu nhá, công ty tháng này. Mời xem qua. Em làm báo cáo này trong bao lâu vậy? Em làm trong 2 ngày hôm nay. Đã rất chi tiết và xong hoàn chỉnh rồi. Ok, khá tốt đấy. Em tiếp tục làm như này cho anh vào tháng sau nhá. Dạ. Có gì thì báo cáo lại anh sau. Rằng là bây giờ không bận, ngồi đây uống nước ra. À, em phải về em báo cáo, em làm nốt cái báo cáo công ty tháng sau. Thế thì về đi. Tí nữa anh về sau, ngồi đây ngồi uống một tí đã. Nhé. Em xin phép về chưa? Cẩn thận nhé. À, tôi cho mày xem. Nhiều tao mới vứt tao một cái đầm đẹp cực luôn. Hot trend luôn, nhìn đấy. Nhìn cũng được ấy. Màu đẹp luôn. Mà tao thấy mày yêu mày thật đấy. Bao nhiêu nay rồi tao chẳng thấy mày yêu thằng nào thật lòng. Mày điên à? Yêu đương gì cái thằng bất tài vô dụng ăn bám đấy. Mà tao thấy nó yêu mày thật lòng mà. Chẳng qua tao bên nó ấy, cũng kiếm được ít tiền từ nó thôi. Mà nói chung này, chồng tương lai của tao phải là một người kiếm được nhiều tiền để nuôi tao chứ không phải cái loại ăn bám với nó. Thôi mày ơi, tiền nhiều tiền. Không có tiền cả đất mà. Mày nhìn lại mày đi. Mày học tao đấy. Thôi thôi, tao chịu thôi. Nói chung như nào do mày ý. Tao chỉ nhắc mày đi đêm nhiều hay là ma ấy. Mà tự dưng mày nhắc đi nó làm gì? Vui ra. Thôi uống đi mày. À, để hôm nay anh giới thiệu anh trai của anh cho em nhé. Anh trai anh làm gì? Anh là chủ tịch tập đoàn WeFun. Em biết chứ? Em biết. Nhưng mà anh trai của anh ấy, thực sự anh trai anh không thích em thôi. Không sao đâu, đi. Chào anh. Ừ, chào hai đứa. Đây là Vân, yêu em. Còn đứa yêu em, đây là anh Ngọc, anh của anh. Em chào anh ạ. Chào Vân. Em xem Vân nhiều. Em bằng Tưởng Minh ạ. Quê ở đâu? Quê em ở Thường Tín. Đấy, Thường Tín à? Cũng xinh xắn đấy. Hai đứa nhau lâu chưa? Bọn em quen nhau được cũng được vài tháng rồi ạ. Đúng. Dạo gần đây là ở dạp có phim hot đấy. Hai Phượng, anh biết không? Em rủ anh đi cùng em cho vui. Bởi vì hôm nay tí nữa anh sẽ có việc họp đấy. Không đi xem được, cùng hai đứa. Cầm đi. Đi ăn uống, đi xem phim, cho thoải mái vào. Vâng, có gì anh em mình gặp sau. Vâng, ok. Anh cảm ơn anh nhá. Rồi, đi cẩn thận nhá. Dạ. Em chào anh ạ. À, Minh à. Anh chào. Vào đi ngồi đi. Anh có chút việc muốn nói với em ấy. Anh chưa ngủ à? Sao còn ngồi đây? Anh đợi em về để có chút chuyện nói với em. Bé Vân ấy, anh nghĩ là em nên chia tay sớm đi, càng sớm càng tốt. Vân nó không tốt như em nghĩ đâu. Tại sao? Nhưng mà lúc chiều đi ăn đi chơi vui vẻ rất là bình thường mà. Anh biết, lúc đó ăn đấy, anh biết Vân như nào rồi. Nhưng anh không nghĩ Vân là người yêu của em. Suy nghĩ kỹ đi. Chia tay sớm càng tốt cho em thôi. Em sẽ thoải mái hơn đấy. Anh thôi đi. Anh biết gì về cô mà anh nói. Vân là người yêu tôi. Tôi biết của anh thế nào. Chỉ vì con bé thôi mà em cãi với anh á. Từ giờ ấy, anh sẽ không chúc các em một đồng nào. Tự đi mà kiếm tiền đấy, nuôi Vân nhá.
tôi sẽ chứng minh cho anh thấy Vân không phải là con người như vậy. Và tôi sẽ tự kiếm tiền để nuôi sống cô ấy và tôi. Em cứ đi đi, rồi mày sẽ sáng mắt ra thôi. Minh ạ. Chị ạ, bên chị còn phòng cho thuê không chị ạ? Hết rồi ạ. Vân à? Anh vừa cãi nhau với anh trai ấy. Thì anh bỏ nhà đi. Bây giờ em tìm cho anh một phòng trọ nào đấy anh thuê nhá. Không sao, anh lo được mà. Alo. Đây là ai? Đây là người mới của tôi. Anh ấy là một chủ tịch của tập đoàn lớn. Đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền. Anh nhìn lại bản thân mình xem. Ngoài việc ngửa tay xin tiền anh trai mình ra thì còn làm được cái gì? Vậy từ trước đến giờ em có nên làm cái gì? Không có tiền ý thì đừng làm phiền gái đẹp. Từ bây giờ đừng bao giờ nhắn tin gọi điện đến tìm tôi nữa. Tôi không ngờ em là con người như vậy đấy. Mày không lo được cho cô đấy thì để tao. Ông anh trai gọi đồ ấy. Ai tìm được gì? Tưởng ai, hóa ra là Minh Hiếu ra. Cái đạp xe ôm rồi là phục vụ bạn. Tôi tiện nghiệp. Em cho anh gọi đồ nhé. Cho anh hai bác gọi đồ nhiệm. Chị đem một chút là ok cảm ơn anh. Của em đây. Cảm ơn. Anh chờ em lâu không? Lâu à? Hôm nay anh có một món quà rất là đặc biệt tặng cho em. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Anh nghĩ là món quà sẽ bình yên ha. Em có tò mò? Có anh ạ, em mở nhá. Ok, em mở. Chào Vân. Chuyện này như nào? Anh Ngọc đây, đã thuê tao để làm rõ bộ mặt ngoài đấy.
của mình, tôi yêu thương bạn. Chúng tôi sẽ phải làm thế này. Mình. Sao anh lại tốt lên? Bởi vì anh là anh trai của em mà. Đúng không? Cái loại này á, em phải yên tâm. Sẽ có những người có sự đẹp tốt hơn. Thôi, ra về nhà em. Mà khoan. Vân à, cái xẻng này á, giữ lấy để đào mỏ tiếp nhá. Thế thì thôi, cứ về công ty trước đi. Thì anh ngồi đây, thì anh về có gì sau. Vâng, em xin phép. Cẩn thận nhá. Vâng. Quên đúng là gì? Quên đúng là gì? Cảm ơn.